Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Guppy của mình nha. Lâu ngày giờ mình rảnh lên video lại các bạn. Thì trước khi vô chủ đề chính á, thì đó mình quay sẵn rồi, mình bắt sẵn rồi mấy con cá, mình đánh thanh lý rồi các bạn. Mà mình ghé lại cái hồ cá thủy sinh của mình chơi cho vui nha. Hồ cá này cá VIP không á, nhưng mà mình nuôi chung với mấy con tép nè các bạn. Đó, anh em nào mà có chơi Tết á, thì làm mấy hồ như vậy nó đẹp nè. Các bạn thấy mấy con sông kiếm sọt không? Đó, xong kiếm sọt mình cho vô đây luôn. Tụi nó sai là 4 tháng hơn rồi các bạn mà chưa thấy mang bầu gì hết. Mà nó bị bệnh nữa nên mình mới quăng vô cái hồ này. Cái giờ nó hết bệnh rồi các bạn, hay thiệt. Đó, nó bị lát như cái con kia kìa, đó, con này nè. Nó lát rồi nó sao ta? Nó nặng hơn, nó nặng hồi trước con này nặng lắm nè, hồi trước con này nó bị gần như nửa người luôn. Còn mấy con này á thì nó bị lát như nó. Còn đó, nhưng mà giờ mấy con kia thì lành rồi, nhưng mà con này thì nó chưa lành. Đó, mình để bên đây dưỡng bệnh cho nó. Để nó tự hết luôn các bạn, không cần thuốc thang gì hết. Ở đây là hồ thủy sinh mấy con tép này các bạn, nuôi tép chơi. Đó, giờ nó lành hết rồi. Mai mốt mình qua Tết chắc mình ra làm cái hồ mình ép đẻ lại cho nó. Đây cũng có hai con trống nữa, hai con trống vây cao nè. Đâu rồi ta? Hình như nó đá nhau nó chạy. Đây là con nè. Chống dài nha các bạn, chống dài nha, chứ không phải chống sọt nha. Chống sọt bỏ dí nó lâu đẻ hoặc là không đẻ, nó tỷ lệ đẻ rất là thấp. Rồi giới thiệu một vòng xong rồi, bên đây mình có trên nuôi tép nè các bạn. Hay lắm, mình nuôi mấy cái hồ đơn giản lắm các bạn. Mình làm bên gạch nè, rong nè, rồi đá nè, đá xây dựng nè. Đó là mấy cái hồ tép cho vui nè. Đây tép vàng, tép xanh. Làm đơn giản. Sống trâu lắm nha, không có cần gì hết. Chỉ cho ăn là sống sinh sản à. À, khoe luôn cái bề này là cái bột nha các bạn. Bột của sọt. Bột của mấy con sọt là bữa nó con này nó mang bầu nè. Con là người ta. Con bự này đó, con bự nè. Nó mang bầu nó đẻ trong đây chắc hơn 100 con. Có cái 100 con các bạn. Mang bầu với là nó bình nữa nên mình mới dục qua bên đây. Mình dục riêng qua đây nha các bạn. Rồi nó đẻ ở đây rồi bắt lại bên đây. Chúng tôi để ở đây là nó ăn hết. Rồi. À, vô chủ đề chính nè các bạn, thanh lý nha các bạn. Thanh lý mấy con này đây. Hiện tại là mình có được tầm cỡ 10 con. 10 con mái hy phinh như này nè các bạn. Đây là mái sọt hy phinh nha các bạn, là vây cao nha. Đó, thì mình thanh mình bán là mình bán hết nha các bạn. Bán hết một lần luôn. Bán hết một lần một lượt luôn là 10 con này là mình bán 1 triệu rưỡi các bạn. Mà mình bán mái thôi các bạn, không có trống. Tại do các bạn mua bồ cá của mình về á, là tỷ lệ để đẻ ra cá mái rất là nhiều. Hầu như là 80% các bạn, 80%. Đây là cá mái phi phin nha. Xíu nữa các bạn nhìn đây, hồ mình không có trống. Thì sự là không có trống luôn, không có bao nhiêu con trống luôn. Toàn là mái không à, 80-90% là mái. Nên các bạn mua về đẻ là trúng số luôn á. Nói chung cái bồ cá này chả biết sao, hay là cái do cái nguồn nước cho mình nuôi nữa. Đó thôi, à thôi mình bơm nước mình bị tràn các bạn, đợi một xíu nha, lỡ quay thì thôi quay luôn. Rồi nó bị tràn nước rồi. Đang bơm một cái hồ chữ các bạn để mà thay nước cho cá nè. Mấy con này á, mấy con cá này thay nước trực tiếp nước máy không có được, mình thay mấy lần rồi nó bị bệnh hết, nên giờ phải chữ qua một ngày rồi mình mới thay được nha các bạn. Mình chữ một ngày rồi mới xúc đổ qua lại đây. Nó không giống như cá guppy, nó thay nước trực tiếp bằng nước máy được đó. Đó thì mình đi đây luôn, mình khoe luôn đây. Thì các bạn mua về có thể là ok, nó đẻ ra giống rất là ok nha. Đó. Tầm mình có 10 con nha, nói chung mình bán cỡ 10 con thôi. 10 con là mình bán một đơn. Một đơn hoặc hai đơn, mình chia ra đôi. Ví dụ như các bạn mua 5 con mình cũng để giá đó, mà 10 con mình cũng để giá đó nha các bạn. Mình không có thời gian đi ship nhiều nên mình bán gom vậy, mình bán thanh lý vậy cho nó tiền nha các bạn. Rồi đó là cá hy phinh, cá sọt hy phinh. Cá này thì mình không bán, cá này thì mình để làm giống hết. Sọt sọt song kiếm là đẹp ghê lắm. Nói chung mà giờ bắt lên cho các bạn xem luôn chứ, nãy cũng không có bắt. Giờ mình chưa quay, giờ mình bắt mình khoe cho vui. Đẹp ghê lắm. Mình được có mình được đâu tầm 20-30, hai mấy. Mình đếm là 28 con sọt song kiếm, nói chung mà đẻ ra 28 con sọt sông kiếm mà chưa thấy con trống nào hết.
không biết nó lớn lên nó ra trống hay không, nhưng mà hiện tại là nó toàn là mái đó. Mình sai này rồi nhưng mà nó vẫn là mái nha, nhưng mà trúng số các bạn, toàn mái không à. Đó, sọt song kiếm này các bạn. Cái này về mà các bạn làm một cái hồ, hồ mà nuôi tép với cái này nữa thì thôi y bài đúng không các bạn. Đó, nó đẹp ghê. Các bạn nhìn trên hồ kia là thấy rồi đó. Em quay nó bị ngược sáng à. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy fin rồi, swallow rất là đẹp. Đây là mình nuôi, mình để mình gầy giống các bạn. Các bạn thấy không? Nó là gì đó, đẻ như là 100% luôn, ý là không phải là 100% nhưng mà chín mấy phần trăm là lòng mái không à. Tổng mái qua bên đây nè, nó này nè. Nó này bữa nó cũng bệnh, mình dưỡng lại nó cũng hết rồi, hết bệnh rồi. Rồi mái, con này còn mái này, mái đây đây là số mái nhiều. Còn cái bầy này á, thì lao fin đó các bạn. Lao fin thì mình bán là 50.000 một con đó các bạn, cũng sọt lao fin nè. 50.000 một con. Thì á, các bạn nào lấy mái cũng được, lấy 100 mái cũng được, mà lấy trống thì cũng được. Nhưng mà có vài con trống mà, có 3-4 con trống gì các bạn. Thì các bạn nếu mà yêu cầu mình á, thì mình lấy mình bắt. Thì cái đơn này cũng có 10 con nha. Các bạn nào mua hết thì mình ship nha các bạn. Đơn lao fin nè. Sọt kiếm lao fin là 10 50.000 một con, 10 con là 500.000, là một cái mình cũng lấy một đơn. Con này con trống nè các bạn. Đó, con này trống nè. Mái, còn đa số mái ở dưới mái nhiều lắm. Mình bắt lên bé hên xui á, nó lên được 3-4 con trống. Nhưng mà toàn ở dưới là mái kìa các bạn. Dưới là mái nhiều. Đó. Anh em nào mà thích á, thì cứ alo mình nha, mua về. Mấy con này á, mua về thả út trong mấy hồ thủy sinh đẹp lắm. Và kiếm nó thích hợp với cái hồ thủy sinh nha các bạn. Còn mà những cái con cá bảy màu á, mà thả vô hồ thủy sinh các bạn chơi á, là nó dễ bị chết lắm. Còn cá kiếm thì nó ổn định, nó không có chết. Nó sống trâu lắm, nhưng mà ý là đối với những con cá nhỏ hoặc là cái gì sinh vật nhỏ lắm, ví dụ tép, con lắm đồ á, thì nó hút quốc hết đó nha. Nên á, con cá kiếm này là các bạn nuôi nuôi thủy sinh, nhưng mà đừng kèm những con cá nhỏ đẻ ra hoặc là gì đó, là nó vô nó quốc sạch đó, nó ăn dữ lắm đó. Cái này là 50.000 một con nha các bạn. 50.000 một con thì tùy vào. Mình nói trước là trống ít hơn nha các bạn, nếu muốn yêu cầu mà lấy trống á thì mình sẽ bắt trống cho các bạn, nhưng mà có 3-4 con à, không có nhiều đó. Còn mà toàn là mái nha đó, mình là mái. Còn guppy thì mình hiện tại không còn nữa. Guppy mình nuôi cho vui à. Đó, giờ thôi mình ra mình quay cá guppy cho các bạn xem nha. Đổ cá ra đây rồi mình ra mình quay cá guppy cho các bạn xem. Cá guppy ở phía ngoài rồi. Guppy này trên hồ cũng dẹp bớt các bạn, dẹp bớt nhiều à. Mình để mình không có thời gian chăm luôn. Đây, đang thức ăn đang nè các bạn, lấy thức ăn ra dụ nó tới chứ. Nó đây. Đây kiếm mình đem ra nuôi luôn rồi nè các bạn. Đó. Đây là Dumbo các bạn nè, Dumbo. Tạp gớm lắm. Hồi trước là cho ăn trùng, ăn Artemia, bây giờ không có các bạn, không có trùng, không có Artemia, giờ cho ăn cám không à. Đó. Đâu đâu các bạn thích thoải mái ra ngắm một bầy cá cho nó ăn được cho vui nè. Mình dậy sáng ăn hai cử, sáng cử chiều cử, rồi vô làm thì là vô làm việc đó. Thấy đẹp không các bạn? Kiếm mình dục đây luôn, bữa cũng có mấy con kiếm bệnh nó dục ra nó hết bệnh rồi các bạn. Nói chung là ra mấy cái hồ mà như dạng vậy là nó gì, nó nhanh hết bệnh lắm. Nó ổn định đó các bạn. Nó ổn định, nó không có chênh lệch nhiệt độ nhiều hay là sao đó. Tại do có lượng nước nó nhiều quá. Cái lượng nhiệt độ nó sáng với ngày, đêm với ngày nó không có cả, nó không có chênh lệch nhiều quá. Rồi, video mình lên đích vậy để thanh lý các bạn xem thôi nha. Rồi, cũng dài rồi thì mình xin cảm ơn những anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Chúc anh em cuối năm được thưởng lương Tết nhiều nha. Rồi qua năm là cố gắng làm lại. Mình qua năm mình cố gắng mình làm lại cái trại. Công việc trên kia thì nó cũng dạng như là thời vụ thôi các bạn. Nó cũng sắp tàn rồi. Trước cũng ngon tháng 3-40, giờ tháng mười mấy triệu. Qua năm chắc cũng hết. Đó. Rồi cảm ơn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha.